Chào mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hảiminh.vn hoặc siêu thị Hải Minh. Xin kính chào các bạn. Như các bạn đã biết, máy hàn là thiết bị được ra đời nhằm giải quyết những khó khăn trong công nghiệp xây dựng hay trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo. Hôm nay siêu thị Hải Minh xin được giới thiệu đến các bạn một sản phẩm máy hàn đang được đông đảo anh em cơ khí tin dùng, đó chính là máy hàn LGwelder ARC 260, là dòng máy hàn que được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện tại với hiệu suất làm việc cao. Phụ kiện đi kèm theo máy bao gồm đây là kìm hàn của máy, kẹp nát, dụng cụ sử dụng để đánh xỉ và một chiếc mặt nạ chuyên dụng. Máy hàn LGwelder ARC 260 có cấu tạo khá đơn giản, bạn có thể dễ thấy. Mặt trước của máy, đây là màn hình hiển thị của máy. Đây là đèn báo quá dòng và quá nhiệt. Đây là hai núm để điều chỉnh dòng hàn. Ở phía dưới bao gồm cực dương và cực âm. Để sử dụng thì bạn kết nối kim hàn và kẹp mát với máy. Bạn lưu ý thì khi kết nối bạn cần vặn đúng khớp. Mặt sau của máy bao gồm công tắc để bật tắt. Đây là quạt tản nhiệt giúp bảo vệ tuổi thọ cho thiết bị. Máy hàn LGwelder ARC 260 được sản xuất theo công nghệ hiện đại, có tính năng tự động bù điện áp nên thích hợp sử dụng trong khi môi trường điện áp không ổn định. Ứng dụng công nghệ IGBT tiên tiến nên có hiệu suất hàn cao, tiết kiệm 50 đến 60% so với những dòng máy hàn truyền thống. Vỏ máy được thiết kế rất chắc chắn, được làm từ những chất liệu cao cấp nên bền bỉ, thích hợp sử dụng trong những môi trường làm việc khác nhau mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ. ARC 260 vận hành êm ái, ổn định, mối hàn bám sâu vào vật liệu và cho những tia hồ quang mạnh. Sau đây siêu thị Hải Minh sẽ test thử máy hàn LGwelder ARC 260. Lưu ý trong quá trình sử dụng máy hàn thì bạn nên dùng trong môi trường khô ráo với độ ẩm thấp để đảm bảo hiệu quả. Nhiệt độ làm việc lý tưởng là từ âm 10 đến 40 độ C. Không hàn trong điều kiện ẩm ướt thay những nơi có hóa chất ăn mòn hoặc khí ga. Không chạm trực tiếp vào những phần dẫn điện của máy để tránh bị điện giật. Đặc biệt là luôn mang đồ bảo hộ trong quá trình vận hành và cần phải ngắt nguồn điện trước khi tháo lắp các linh kiện của máy. Quý khách có nhu cầu mua máy hàn LGwelder ARC 260, hãy liên hệ ngay với siêu thị Hải Minh theo số hotline tại Hà Nội 024 3221 6365, tại thành phố Hồ Chí Minh 028 3510 2786. Bên cạnh đó, siêu thị Hải Minh còn cung cấp rất nhiều model máy hàn, máy cắt plasma chính hãng chất lượng khác. Quý khách có thể truy cập vào website siêu thị hảiminh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những video